Diệu Nhi đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Rồi, câu hỏi bắt đầu. Giày Tây sản xuất bên Tây gọi là giày Tây. Vậy giày Tây sản xuất ở nước mình gọi là gì? Gọi giày Tây. Chính xác. Dễ quá bà. Nãy là trả lời giày ta chắc tôi xỉu. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Chúng ta dùng hai ngón tay nào để kẹp khi mang dép kẹp? Mang dép kẹp kẹp bằng hai ngón chân. Trời quá. Trời Nhi ơi. Phải dùng ngón chân. Đúng rồi. Chính xác, ok lắm á. Ok lắm á. Cái chuyện vậy mà em cũng biết nữa Nhi. Chúng ta nữa là phải khó lắm. Cái này có thể là dễ hơn nè. Con đường gần nhất từ tòa nhà A đến tòa nhà B là đường gì? Con đường gần nhất từ tòa nhà A đến tòa nhà B. Bây giờ anh hỏi đơn giản nè. Từ quận nhất qua nhà bè con đường gần nhất là con đường nào? Có con đường à. Có con đường. Mình thì mình đi được nha thì mình gọi là gì? Đi đường bộ hả? À? Em mới sắp khóc rồi. Đường cái, đường ngắn nhất, đường song song hả? Đường thẳng, đường tắt. Rồi sao? Rồi sao? Câu cuối cùng quay là đường tắt á. Chính xác. Ủa mà nãy giờ sao nhiều con đường quá gì á? Mấy con đường tào lao mà. À, mấy con đường tào lao. Chúng ta có thể trả lời là đường tắt hoặc là con đường ngắn nhất là đường gì? Đường chim đường bay. Đường chim bay. Rồi câu hỏi tiếp theo. Nguyên liệu quan trọng nhất của món cá lóc rút xương, dồn thịt ba chỉ chiên giòn, hấp nước cốt dừa, cuốn bánh tráng, chấm mắm me là gì? Anh đọc lại nhé. Nguyên liệu quan trọng nhất của món cá lóc rút xương, sau đó dồn thịt ba chỉ chiên giòn lên, hấp nước dừa, cuốn bánh tráng, chấm mắm me là gì? Cá lóc. Chính xác. Anh dù có nằm mơ hay trong một kịch bản hài đó cũng không nghĩ em lên tới số 4. Thì em thấy nó quá dễ nè. Rồi. Em thấy cái này quá dễ. Trời mưa là do chuồng chuồng bay thấp đúng không? Thật sự nhân gian có câu chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Nhưng mà trời mưa không phải là do con chuồng chuồng mà là do ông trời và mây. Em muốn cho những bé thiếu nhi khi mà xem chương trình này, mấy bạn sẽ biết được là trời mưa không phải là do chuồng chuồng đâu các cháu nhỏ ơi. Cái đó là một cái câu nhân gian thôi. Nhi ơi. Chính xác. Quá hay. Quá hay. Tại vì đơn giản là do câu hỏi nó dễ đó em. Nó dễ thì cũng duyên nữa. Rồi tiếp theo. Cái gì giống nửa cái bánh tráng nhất? Cái gì giống nửa cái bánh tráng nhất? Nè. Bánh tráng. Đây là cái bánh tráng nè. Ờ. Cắt nè. Bỏ này ra này. Thì cái gì giống nửa cái này nhất? Cái nửa cái bánh tráng còn lại khi mà anh bỏ phân nửa cái đó ra còn phân nửa kia. Hay quá Nhi ơi. Chính xác. Rồi câu hỏi tiếp theo. Nước gì ăn được mà không uống được? Trời ơi. Câu này là ủa nó đếm gì vậy anh? À nước gì? Nước gì sao chị? Ăn nước được. Gì ăn được mà không uống được? Nước gì ăn được mà không uống được? Nước tương, nước tương, nước mắm. Mình ăn mình chấm được mình không có uống được nước tương với nước mắm á. Không, chính xác. Mời xuống. Ủa? Tại sao nước tương uống được? Anh vẫn uống nước tương được nếu anh thích. Nó mặn lắm. Vẫn uống được chút ít. Cái nước mà ăn được không uống được là nước cờ. Là gì? Chỉ cần có nước cờ đó mình đánh hay là mình ăn được người ta. No, em cảm thấy gì là không công bằng. Em muốn có cái người nào uống nước tương đứng đây uống cho em coi mới được. Lên tay. Lên. Lên tay. Lên. Không được. Trong chương trình của chúng ta khi phản biện hợp lý thì chiến thắng, còn hợp lý thì bỏ qua họ đi. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với Diễm My Chính Ích. Như vậy là sau 2 phút gây gò. Mấy câu anh? 6. Wow. Và anh khẳng định luôn những câu hỏi này rất dễ nhưng đối với em là không bao giờ được. Diễm My chỉ trả lời được nước Úc thôi, cái này không có nước. Diễm My chỉ trả lời được nước Úc cái này, thôi. Cái này có nước tương. Em hồi hộp quá anh ơi. Không cần hồi hộp lâu nữa. Lên ghế. Lên ghế. Chúng ta hãy cùng Diễm My nhanh như chớp. Bắt nhịp một cách nhẹ nhàng cho em nhé. Giày Tây sản xuất bên Tây gọi là giày Tây. Giày Tây sản xuất ở nước mình gọi là gì? Giày ta. Ta. Đúng rồi đó. Từ từ thôi. Trả lời từ từ thôi. Trời ơi.
My ơi, không chính xác. Ủa? Bây giờ anh hỏi thêm một câu nữa nhé. Vậy ba ta làm ở Ba Lan thì gọi là giày gì? Đi Ba Lan chưa? Chưa đi châu Âu bao giờ. Ba Lan ta. Ba Lan ta. Ba ta, ba ta. Vậy ta đã làm ở nước bên gọi là giày gì? Giày Tây. Vậy sao nãy trả lời vậy ta? Rồi bây giờ hỏi lại nha, hỏi lại nha, suy nghĩ nha. Con gà ở bên Mỹ, bên Tây người ta gọi là gà Tây. Tại gà ở Việt Nam gọi là gà, gà gì? Tây, gà Tây. Gà Tây. Sao nói gà Tây? Anh Giang ác quá anh Giang ơi. Tiếp tục nè. Chúng ta dùng hai ngón tay nào để kẹp khi mang dép kẹp? Câu này rất khoa học nha. Mang khi mang dép kẹp hả? Hai ngón tay nào hả? Cái gì vậy? Lòng rộ rộ quá hả? Không có dùng tay. Hay quá, chính xác. Con đường gần nhất từ tòa nhà A đến tòa nhà B là đường gì? Quá dễ. Con đường nhất gần nhất từ A đến B hả? Thay vì mình đi xe mình kẹo quẹo ngã tư rồi quẹo ngã ba, quẹo ngã bảy thì con đường gần nhất là đường nào? Đường cắt giao. Đường cắt giao. Đường gì? Đường gì? Đường gần nhất từ A tới B. Đường bay. Đường gì bay? Đường gì bay? Đường hàng không hả? Đường hàng không. Nhìn em My dễ thương ha. Cái gì mà bay? Đường máy bay. Trời em có cái ha. Thay khi thay vì đi đường chính thì đi đường gì? Đường tắt. Chính xác. Đường bay vừa rồi là biết được gì không? Đường hàng không. Đúng, đúng là hàng không đó, nhưng mà ai đi hàng không? Đường chim bay. À, đường chim bay. Câu sắp tới là về khoa học. Ok nè. Ok ok. Nguyên liệu quan trọng nhất của cái món cá lóc rút xương, sau đó dồn thịt ba chỉ chiên giòn, sau đó hấp nước dừa, sau đó cuốn bánh tráng, sau đó chấm mắm me là nguyên liệu gì? Cá lóc. Chính xác. Hay quá. Câu này là khoa học. Trời mưa là do chuồn chuồn bay thấp đúng không? Mưa đúng. Chuồn bay thấp thì mưa mà. Chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Ngày xưa ông bà cha ta có đưa ra một cái dấu hiệu để nhận biết là trời sắp mưa, chứ không phải con chuồn nó bay thấp là trời mưa. Do em mất bình tĩnh thôi. Đúng rồi, giờ em bình tĩnh lại rồi. Giờ bình tĩnh lại chưa? Dạ bình tĩnh rồi. Làm lại từ đầu nha. Ok. Cái gì giống nửa cái bánh tráng nhất? Hả? Cái gì giống gì? Cái gì giống nửa cái bánh tráng nhất? Giống như vậy nè. Ví dụ đây là cái bánh tráng, cắt làm đôi, dục này qua bên thì cái gì giống nửa này nhất? Cái nửa cái bánh tráng. Chính xác. Nửa bánh tráng mà mình bỏ đi á đúng không? Đúng. Tôi khổ quá, ai cứu tôi với. Nước gì ăn được mà không uống được? Nước chấm. Hay ha. Ở trong người của Diễm My chính ít có rất nhiều kịch bản hài. Không, chính xác. Ủa? Ủa thì nước chấm, ta chấm cho ăn chứ đâu có uống bao giờ đâu anh. Nhưng mà anh nói ví dụ nha, em thích thì em lấy nửa chén nước tương uống được không? Không, không ai uống nước tương hết á. Ở đây có ai uống nước tương không? Có. Không, không ai uống nước tương hết. Đâu ai uống nước tương, nước mắm đâu. Tức là anh đang hỏi ở cái câu là nước gì ăn được nhưng mà không bao giờ uống được, tức là không thể. Còn nước tương là mình có thể để mình muốn. Nước cờ. Ủa? Trời ơi. Sao lẽ lại đây? Bây giờ mới đúng biết. Đúng rồi. Ờ. Ai biết đâu. Nước cờ là mình ăn được con cờ khác nhưng mà mình không uống được cái nước cờ chắc uống. Ờ ha, sao ông này không nghĩ ra? Do đi út nhiều quá. Do đi út nhiều quá. Câu sắp tới vô cùng đơn giản. Xe ba gác, xe ba bánh, xe xích lô, xe nào nhiều bánh hơn? Bằng nhau. Chính xác. Xe đỏ sơn màu đỏ, xe vàng sơn màu vàng. Vậy xe lam sơn màu gì? Xe lam sơn màu gì cũng được. Chính xác. Hay quá, những cái câu mà nghĩ là không trả lời được thì bả trả lời được. Vì sao ngày lại dài hơn đêm? Suy nghĩ à. Suy nghĩ vô cái chữ á. Đêm ngủ 8 tiếng à. Ngày lại dài hơn đêm. Đấy, ngày không có. Em biết cái câu này em biết nha. Ngày có 4 chữ, đêm có 3 chữ. Thiệt luôn á, giày Tây sản xuất ở bên ta đó. Gọi là giày ta nha. Còn ở Việt Nam có gà thì gọi là gà Tây luôn. Không có gà ta. Như vậy là Diễm My chính đích đã đáp án chính xác 3 câu liên tiếp.